Đây Rồi rồi, xe đây rồi. lắng Bây giờ anh em sẽ chuẩn bị đi nhá. Anh về dịp này bạn em mà đi học ấy, rồi không thì anh em chiêu cái rượu. Ôi, có dịp có nghe hạnh này xuống rồi thử cà phê lâu đá Bắc Ninh nhá anh em nhé. Bắc Ninh thì có nhiều hàng nhưng mà hàng này thì em thích cái không gian rất đẹp. Sửa ra đây anh em thấy chưa, đấy cà phê Bắc Ninh nhá, mời anh em nhé. Đây có một cái quán cà phê nó quán nhỏ nhỏ nhưng mà cà phê rất ngon, bởi vì ông đấy ông ở trong Tây Nguyên lâu lắm rồi. Ngon anh em ạ. Anh em có dịp đến Bắc Ninh ghé qua Huyền Coffee uống cà phê nhé. Đúng. Cháu ơi tranh thủ qua nhà bạn ở nhà nó biết nhà cái. Đây ngồi đây. Ủa Linh à? Anh em tôi vừa đi lượn vòng quanh Bắc Ninh về đêm rồi anh ạ. Ngày mai thì còn tiếp tục chương trình là sẽ đi thăm bảo tàng. Thì ngày mai sáng sớm anh em tôi sẽ quay những chi tiết hơn buổi sáng xem rõ hơn. Còn bây giờ thì muộn rồi ngủ đây. Chúc anh em ngủ ngon nhé. Bắc Ninh. Bây giờ thì anh em chúng tôi sẽ vào trong này nhé, anh em nhé. Anh em đi cùng tôi nhé.
Bây giờ anh em tôi vào sự bảo tàng xem nhé. Được rồi. Mở chỗ xem. Chú ơi, ở đây còn mở chỗ. Đi vào đi. Hello anh em, bây giờ chúng tôi đang ở bảo tàng Bắc Ninh. Đây là trong bảo tàng nhé. Bây giờ tôi sẽ quay từng chi tiết một cho anh em xem nhé. Đây là khu trưng bày Bác Hồ với Đảng bộ chính quyền và nhân dân tại tỉnh Bắc Ninh. Cái cờ đời kháng chiến chống Pháp cũng tiến. Nếu sao tròn tròn nó béo. Báo báo ngày xưa viết tay ấy. Viết tay còn đem in. Quân dân một lòng chuyên nghiệp thôi. Ừ. Đây là cầu tát nước ngày xưa. Đây Sơn. Đây. Đây đây. Đây là hai người cùng hai bên này. Mà cầu ấy. Đây là cầu đây. Đây hình ảnh Bác Hồ tát nước đây. Nhân dân đây. Giới thiệu với anh em đây là cái quản hòm. Quản hòm quả tóc ấy. Cái này thì nhà anh em ở nông thôn thì chắc ai cũng có. Chắc ai cũng biết đây là cái gì. Đây. Quay được không? Quay được mà. Đây cho thóc luôn đây. Xong rồi mình sẽ mở từng tầng cái khóa này ra. Ở đấy thì mình quạt. Mình quay đây. Thì cái này tạo gió. Đấy. Thì quạt chấu sẽ bay ra đây. Còn thóc sẽ rơi xuống đây. Đây là thùng hoa doan ngày xưa này. Còn đây là cày. Cày ngày xưa nó bé này anh em ạ. Bừa. Cuốc. Cuốc ngày xưa thì không có sắt như bây giờ đâu. Chỉ có một cái lưỡi, một nhỏ nhỏ đây là có sắt thôi. Chứ không như cuốc bây giờ đâu. Cái những cái công cụ lao động này thì được sử dụng trong thời kỳ bao cấp ở thành phố Bắc Ninh. Đây là máy tuốt. Máy tuốt này cũng được sử dụng trong thời kỳ bao cấp. Này thì cũng là một số công cụ lao động. Như là cái như là kỳ sao ấy. Như là cái thúng ấy. Một số đồ vật khác. Tiến. Lý Văn Khoa, Võ Khoa. Tùng 1882 à? Ừ, ngày mới. Nhưng mà viết đẹp nhỉ. Ừ. Không biết nó khắc, không hiểu là người ta xin sữa khắc gì. Chắc là kiểu lúc còn ướt thì người ta viết lên. Chữ này tạc nổi này. Ừ. Nghi danh các văn quan võ quan của tổng đại này, toán chữ này và không? Những người công đức tu sửa cái này là sĩ văn chỉ tông đại toàn huyện Quế Dương. Đọc được chữ nào? Đây có đại nhân này. Đại nhân. Ừ. đọc đại là nhân này. Ừ. Còn chữ này chữ sĩ giống trong cờ tướng. Cái chữ này là cái chữ gì?
Thì cái này chữ này trước mình cũng biết thôi. Xì vui uống nước. Thích mà. Kia có gì hội lịch sử gì ấy, cũng học lịch sử ấy. Tả tắt là 1678 khắc ghi công đức tu sửa của làng chùa. Chùa làng Phả Lại. Chùa làng Phả Lại. Phả Lại là gần Hải Dương rồi đấy. Xã Đức Long. Huyện Quế Võ. Quế Võ. Quế Võ. Cái chung. Chào các anh em, đây là quan tài thời Lê. Hậu học chất thời Lê, khu phố Đại Đình, phường Tân Lợi. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ ra tượng đài Lý Thái Tổ phía kia nhé. Tối qua thì ra rồi nhưng mà tối qua buổi tối nữa, không quay được rõ. Nay giờ đấy quay lại nhé. Qua đêm ấy, khuya nó chở đi hay ấy. Nằm ở bên nhà để trước cửa, trước cổng. Nhưng mà ở đây có camera kìa. Đây có camera sát đường không? Ừ, anh Nguyên không có. Mấy cái chậu hoa nó bê mất ngay. Hôm qua ông nào đi vậy? Chắc là nhìn thấy đấy, camera Bắc Ninh nhìn thấy. Liêu ai? Đấy vậy. Ông đi vậy trong bảo tàng. Ông đi vậy trong bảo tàng đúng không? Ông đi vậy đâu, ông đi vậy ngoài đường ấy. Thì ít nhất là chúng tôi còn đấy. Tôn trọng cái tôi không bảo đi vậy bảo tàng, tôi đi vào nhà vệ sinh không hiểu. Ông đi vào cái văn bia. Không bao giờ. Gái đèo chưa? Ủa. Đi chắc tím. Kia rồi anh em ơi. Tượng đài Lý Thái Tổ phía kia rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ vào trong đấy nhé. Anh em nha, đói quá rồi. Chơi cả sáng rồi. Ui. Con lấy xương ngồi đâu ấy rồi? Ngồi trên. Ơ thế á? Ngồi bên đó á? Không, ngồi trên đầu ấy. Hôm nay ngồi chiếm mất cả hai chỗ người ta này. Lâu ấy. Nhá, hai nhà. Đấy, hạnh gần rồi đấy. Tiến nha. Ừ. Gần thôi. Đấy, thấy chưa? Dạ. Chả ai nói ông à, không, tôi với cậu chiếm hai chỗ. Kệ tôi. Hôm sau ông đi ông phải cắt bớt một phần ở nhà nhé. Cắt không. Tủ lạnh nhé. Không. Lần sau phải để một phần từ tủ lạnh. Không. Xong rồi về dùng không dùng thì để chỗ khác. Không phải ngồi chiếm cái dê con ngựa kìa. Ừ. Qua anh em. Tôi bây giờ về nhà thôi. Chuẩn bị ăn cơm rồi chiều về Thái Nguyên. Nhớ nhà quá. Trường mầm non Phương Anh.